Em xin chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh Tuyên Vũ Audio. Thưa các bác, thì hôm nay chúng em lại giới thiệu với các bác những cái dòng đẩy công suất của Crown Macrotech mã là 5002VZ. Thì trước mặt các bác thì đây chính là cái thiết kế của cái dòng Crown này. Đó, mặt trước thì nó là mặt nhôm các bác nhé, mặt nhôm. Đó, và bây giờ chúng ta sẽ soi về cái cấu hình của con này. Thì đây là chúng ta có cái logo của Crown và bên này là có hai phím là phím âm lượng. Đó, hai phím âm lượng to nhỏ. Và hai bên này nó sẽ có đèn báo. Đó, hai đèn báo. Thấy chưa? Thế nên là đèn rồi bên ngoài cùng này thì chúng ta có nút tắt mở. Đó, đó là về bên ngoài. Còn soi bên trong thì sao? Đó. Thì đây chính là chi tiết bên trong này. Đó. Bên trong thì đây là chúng ta có, các bác nhìn hai con ốc này. Đó, hai con ốc này là người ta bôi cái lớp keo này vào nhé. Đó, để đánh dấu là đã tháo chưa. Đó, và đây thì các bác có thể thấy là đây là vẫn chưa tháo này. Đó, vẫn chưa tháo, chứng tỏ là con này cũng còn nguyên zin các bác nhé. Nguyên zin, nguyên đai, nguyên kiện. Con này rất là chất. Và bên dưới này thì em cũng không tiện tháo, bởi vì tháo ra thì nó mang cái tính chất là mất zin. Đó, khi các bác nhận được hàng thì nó hơi khó đúng không ạ? Đó, và em cam kết với các bác là hàng này còn nguyên zin. Đó, được chưa? Đó, bên trong như thế nào thì nếu như dòng các dòng rao này á, cái thông tin của nó trên Google nó đều có. Các bác chỉ cần search bên trong Google sẽ ra hết là cái thông tin là như thế nào. Được chưa? Bây giờ thì hôm nay cái video này chúng em chỉ giới thiệu cho các bác qua về cái con Crown này và cái test thử cái chất âm của nó cho ra như thế nào. Thì đây các bác có thể thấy này, mạch của nó nhé. Đó, đều có tên ký hiệu hết, được chưa? Đó, và tất cả cái mạch này nhìn nó rất là đẹp, nhìn rất đẹp luôn. Đó, bây giờ chúng ta sẽ đánh giá phía sau của con đẩy này. Đó, chúng ta sẽ đánh giá phía sau đó nhé. Đây thì các bác có thể thấy ở phía sau này chúng ta có đường in này. Đó, đường in, và đây là hạ đường này sẽ là đường cắm dây loa bằng lưu trích, hoặc là các bác cắm trực tiếp dây loa vào đây. Và con này nó cũng có ba chế độ đánh là mono này, sitte và broi nhé. Đó, mono, sitte và broi, và em phải gạt về sitte. Đó, và cái đường 6 ly này thì các bác có thể đánh làm đường in được, đường in bằng 6 ly này cũng được. Đó, hoặc là các bác dùng đường in bằng rắc canon, con này rất là dễ có thể kết nối nhé. Đó, và sau này thì nó có lớp tản nhiệt rất là to, rất là lớn luôn các bác. Bây giờ thì em sẽ cắm dây loa vào và test thử cho các bác cái chất âm của con Crown này như thế nào nhé. Vâng, thưa các bác, thì em đã tìm ra một bài hát để chúng ta có thể là test cái chất loa này. Vâng, thì đây là em đang cắm trực tiếp đó từ chiếc điện thoại này vào con vang, không qua bất kỳ một thiết bị xử lý âm thanh đó nhé. Đó, và bây giờ em sẽ mở lên cho tất cả các bác cùng nghe. Thank you.
Vâng, thưa các bác, thì em vừa test qua cho các một đoạn nhạc đó, tiếng ra thì đánh giá tiếng nó rất là sâu, nhất là cái tiếng bass cảm nhận của nó rất là rõ rệt đó, cảm nhận rất là hay về cái tiếng bass con này cho ra nhé, tiếng rất là sâu đó. Và con này bên em đang có đâu đấy 5 con đó, các bác quan tâm thì vui lòng để lại bình luận bên dưới hoặc là để lại số điện thoại, nhân viên bên em sẽ tư vấn giúp các bác, hoặc là các bác gọi trực tiếp về số 0978503822, bên em sẽ hỗ trợ. Em cảm ơn toàn thể các bác đã quan tâm và theo dõi video của chúng em. Các bác thấy hay thì nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo. Em xin chào các bác.